Thưa sư, làm sao để con ghi nhớ, tiếp thu kinh điển và nâng cấp trình độ hiểu biết, học hiểu kinh điển, pháp thoại, tư duy về những điều học và áp dụng những điều học vào đời sống tu tập? Thứ nhất là quý vị nhớ là ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói là chúng ta có ba hạng người. Một là hạng trí tuệ lộn ngược. Hai là hạng trí tuệ bắp vế, và ba là hạng trí tuệ rộng lớn. Thì cái hạng mà trí tuệ lộn ngược á, là cái hạng mà giống như là mình cái lu lực úp vậy đó, mình đổ nước vô thì nó không có chứa nước được. Thì cái hạng đó là cái hạng mà có nghe pháp nó cũng chất quớt thì cái hạng này thì chịu thua nha, tại nghe cũng chất quớt thì mình nói họ cũng có nghe đâu. Cái hạng này sư gặp gặp rồi và gặp nhiều rồi, và sư gặp sư không biết là mình phải nói cái gì với họ, tại vì họ là thuộc kiểu trí tuệ lộn ngược á, mình nói họ chất quớt Rồi cái thứ hai á, là hạng trí tuệ bắp vế, tức là nghe thì cũng chú tâm nghe nhưng mà đứng dậy thì nó quên sạch. Chắc có lẽ bạn này là thuộc cái loại trí tuệ bắp vế đây. Cái loại thứ ba là loại mà trí tuệ rộng lớn, thì loại trí tuệ rộng lớn á, khi mà mình nghe mình chú tâm thì mình có sự tiếp thu, có sự hiểu và mình đứng dậy thì mình không có quên. Bây giờ cái loại mà trí tuệ bắp vế mình tính làm sao giờ? Thì mình chỉ có cách là mình lấy cần cù bù thông minh. Còn nếu nói theo đạo Phật thì mình phải tăng cường cái sự tinh tấn hơn. Đó, bằng cách nào? Bằng cách là thứ nhất nè là mình phải ghi chép lại. Học đạo là phải ghi chép nha, học đạo là phải ghi chép. Cái thứ hai là sau khi mình ghi chép rồi đó, mình tụng tới tụng lui, tụng tới tụng lui, tụng tới tụng lui, thì mình tụng nhiều thì tự nhiên nó sẽ thuộc thôi. Chỉ trừ trường hợp á, trừ trường hợp là mình do cái nghiệp quá khứ nó ngăn che cái trí của mình, như trường hợp ngài Chulapantaka đó, là ngài do cái nghiệp nó ngăn che thì trường hợp như vậy thì cũng chịu. Nhưng mà ngay cả như vậy á, như ngài Chulapantaka, ngài không có trí nhớ, thì ngay cả trong trường hợp như thế ngài vẫn có thể chứng đắc đạo quả. Bằng cách nào? Bằng cách là phát triển trí tuệ quán. Phát triển trí tuệ quán thì quý vị cứ hành thiền nha, học đạo rồi mình hành thiền. Khi mà mình hành thiền á, mình sẽ phát triển gì? Phát triển định nè, phát triển niệm nè, phát triển tuệ nè. Đó, khi mà cái tuệ quán của mình phát triển á, thì dần dần mình sẽ tăng trưởng, và cho đến cuối cùng là mình có thể chứng đắc được đạo và quả. Còn mà quý vị muốn có được cái trình độ hiểu biết thì chỉ có nước học nhiều thôi. Học nhiều tự nhiên hiểu biết ha. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không, sư nói nhiều quá. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thật sự là những cái điều mà sư muốn nói á, thì đúng là Đại Đức Hạnh Tuệ giống như là thay lời muốn nói đã nói rõ rồi. Nhưng mà có một điều Đại Đức Hạnh Tuệ nói á, mà sư rất là tâm đắc, bởi vì phải lưu tâm. Là giống như Đức Hạnh Tuệ nói á, là để cho mình á, giống như là đây là có cái ở đây quý vị hỏi nè, là ngoài cái sự tinh tấn mà như Đức nói đó, cần cù bộ thông minh đó, rồi áp dụng vào cuộc sống tu tập nè, thì Đức nói liên quan đến cái việc hành thiền nữa vậy. Thực sự nói là có căn cứ chứ không phải có căn cứ, thưa vị. Cái việc hành thiền nó quan trọng lắm, cực kỳ, nó sẽ nói là thật sự là cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi xin thưa quý vị là trong chú giải á, của kinh niệm xứ, tứ niệm xứ á, thì có nói lấy bốn cái loại tỉnh giác này nè, nó rất là quan trọng. Mà sư đọc theo đây nha, đọc sau đến bốn cái loại tỉnh giác này sư trình bày sau đây, thì quý vị sẽ hiểu được cái tầm quan trọng tại sao mà tu thiền á. Nếu quý vị tu thiền mà đến nơi đến chốn á, giống như trường hợp ngài Chu Bà La Bàn Thá Cá đi, mặc dù ngài là bị ác nghiệp nó chi phối rồi, nhưng mà vẫn có khả năng giác ngộ. Bởi vì sao? Ngài có sự chánh niệm tỉnh giác thôi vậy đó.
Thì trong chú giải á, của kinh Tứ Niệm Xứ á, thì có nói như sau. Thì để mà có được cái đời sống á, theo đúng tinh thần là Đức Phật dạy á, ở đây là không phân biệt là mình trí chậm, trí nhanh, thông minh hay thông minh chứ, nhưng mà là để hướng dẫn và mô tả đời sống tỉnh thức liên tục của một hành giả tại quán. Tại vì ở đây vốn dĩ chúng ta là hướng đến sự giác ngộ. Thì thứ nhất á, nếu mà chúng ta là một hành giả tại quán á, thứ nhất á, cái khả năng thứ nhất á, là khả năng á, khi mà chúng ta hành thiện nha, là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận tiện và thích hợp cho công phu tu tập. Đó vì biết là cái lợi ích của cái việc mà tu thiền, đặc biệt là tu thiền quán, thưa quý vị, tu thiền quán. Đó, vì biết cái lợi ích như thế nào, sư đọc lại cho quý vị nghe rõ. Lợi thứ nhất là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận tiện nè và thích hợp cho công phu tu tập. Cái thứ hai là khả năng tỉnh thức liên tục để chọn lấy những sinh hoạt hay hoạt động hữu ích đủ để hỗ trợ cho việc tu tập. Cái thứ ba là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ nơi đâu là nơi chốn sinh hoạt thích hợp, ai là người có thể tiếp xúc và cái gì là đề tài suy nghĩ an toàn cho việc tu tập. Cái thứ tư là khả năng tỉnh thức liên tục để luôn sống trong nhận thức rõ ràng rằng chỉ có danh sắc làm việc với danh sắc, ở đây không có một cái tôi hay một cái cá nhân nào hết. Thì có phải là đúng như tinh thần mà Đức Hành Tại có khuyên quý vị là về cái bản mà hành thiền mà liên quan đến câu chuyện của Ngài Chủ Lá Bàn hay không ạ? À? Nếu quý vị sống trong cái tinh thần mà chánh niệm tỉnh giác của kinh Tứ Niệm Xứ, thì cái việc mà quý vị giống như là học nhanh nè, nhớ nhanh nè, giống như cái nghĩa là sư gọi là trí thế gian đó, học nhanh nhớ nhanh đó, và thông minh này nó gì hiểu đó, đúng không? Thật sự là đó để nằm ở thế gian thôi. Còn cái bốn mà điều mà sư nói nè, liên quan tới một vị hành giả hành tuệ quán, thì đây mới là gọi là trí xuất thế gian. Cho nên quý vị phải lưu ý bốn cái điều này. Dạ, yeah. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Vì chờ sư tí xíu. Tại cái mạng nó đang không hiểu như thế nào mà khi mà Đại Đức Tuệ Tường nói thì nó tín hiệu nó báo đỏ, còn tới hồi mà Đại Đức nói xong rồi tín hiệu nó chuyển qua xanh. Thì đó, bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.